lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang sang ta phải chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ dân dân ta phải chiến cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 7 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2261 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây. Nợ công Việt Nam lên tới gần 95 tỷ Mỹ Kim. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn huy động vàng và Mỹ Kim trong dân chúng. Tổng thống Mỹ đồng ý kế hoạch đối phó Trung Cộng. Nam Dương dự báo sẽ có thêm những vụ khủng bố. Giới lập pháp Liên Âu quan ngại về chiến dịch chống ma túy ở Phi Luật Tân. Tuyên án cựu Thủ tướng Dinh Lất vào tháng tới. Số người chết vì SIDA trên thế giới giảm 50% so với năm 2005. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Hải Nguyên phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với luật sư Trần Quốc Hiền, tiếp tục với phần cuối của chủ đề đối thoại với Cộng sản. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của quý anh chị thuộc Danh quốc gia nghĩa tử nhân Đại hội tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Đồng thời để vinh danh bà Mai Kim Hương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương trình bày sau đây. Ngày 16 tháng 7 năm 2017, tạp chí The Economist cho biết số nợ công của Việt Nam vào thời điểm này là gần 95 tỷ Mỹ Kim, và theo công bố vào tháng 7 năm 2017 của Ngân hàng Thế giới gọi tắt là WB, thì nợ công của Việt Nam sẽ vượt mức an toàn vào năm 2018. Nợ công là số tiền nợ do chính phủ Việt Nam đi vay để chi tiêu, từng được báo động gia tăng chóng mặt trong những năm gần đây. Không năm nào nguồn thu cho ngân sách đủ cho nhà nước chi dùng, nên luôn luôn phải vay nợ. Tuy nhiên, con số nợ công của Việt Nam chính xác là bao nhiêu vẫn được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam coi như bí mật nhà nước. Dựa trên dân số khoảng 92 triệu, thì mỗi người Việt Nam phải gánh một khoản nợ là 1.039 Mỹ Kim. Ngày 18 tháng 7 năm 2017, trong buổi làm việc với tổ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ba lần nhắc đến việc phải tìm cách huy động nguồn lực ngoại tệ trong dân. Trong mấy năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang tìm cách huy động vàng và đô la trong dân để sử dụng vào việc trả nợ nước ngoài và chi dùng cho các nhu cầu của ngân sách nhà nước. Cho tới nay, ngân sách nhà nước vẫn phải cõng trên lưng 30% công chức, không làm gì cả nhưng vẫn được lĩnh lương. Kết quả việc thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 chỉ thu được 41,5% so với dự toán, thấp hơn hẳn so với các năm trước. Điều đó cho thấy nền kinh tế không phải tăng trưởng 6,7% như tiêu chuẩn của ông Thủ tướng Phúc đề ra, mà vẫn tiếp tục suy thoái và lụn bại. Hãng truyền thông Hoa Kỳ Breitbart News vào ngày 20 tháng 7 cho biết rằng vào tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã chuyển lên cho Tổng thống Mỹ một kế hoạch nhằm đối phó với những đòi hỏi quá đáng của Trung Cộng tại Biển Đông. Trong đó có cả một lịch trình điều động các chiến hạm Mỹ đi vào những vùng biển quốc tế mà Trung Cộng tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp. Theo đó, từ tháng 5 năm 2017, Hoa Kỳ đã tiến hành 3 chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Cộng tại Biển Đông. Hãng Breitbart cũng tố cáo rằng lịch trình trên đã được đệ trình lên chính quyền Obama nhưng đã bị chặn lại, khiến Trung Cộng kịp thời bồi đắp các rạn san hô trong tay họ ở Biển Đông và lắp đặt ngày càng nhiều thiết bị quân sự tại đó. Theo tin của Reuters Randy ngày 21 tháng 7, Viện Phân tích Chính sách liên quan đến xung đột có trụ sở tại Nam Dương cho biết, quân khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS tại khu vực Đông Nam Á có thể sẽ tiến hành thêm những cuộc tấn công
như họ đã làm trong hơn 2 tháng qua tại thành phố Marawi, miền nam Philippines. Ông Sydney Jones, giám đốc viện này nói rằng, hai quốc gia Đông Nam Á có đa số dân chúng theo đạo Hồi là Nam Dương và Malaysia sẽ có nguy cơ bị xâm nhập bởi các chiến binh khủng bố. Theo các cơ quan chính quyền Nam Dương, thì có khoảng 20 phần tử Hồi giáo quá khích gốc Nam Dương đã tham gia trong vụ tấn công Marawi ở Philippines. Vì thế, dù cuộc chiến Marawi có kết thúc, điều đó không có nghĩa là nó sẽ kết thúc ở Đông Nam Á. Trận chiến ở Marawi miền Nam Philippines đã kéo dài hơn 2 tháng, làm chết 565 người, trong đó có 420 quân khủng bố, 42 thường dân và gần 100 binh lính và cảnh sát Philippines. Ngày 21 tháng 7, các nhà lập pháp Liên minh châu Âu sau chuyến thăm Philippines tuần qua đã bày tỏ quan ngại về những vụ giết người trong cuộc chiến chống ma túy mà Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho tiến hành kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, cũng như về khả năng gia hạn quân luật ở miền nam nước này vào ngày 23 tháng 5 vừa qua, nhằm tiêu diệt các tay súng ủng hộ Hồi giáo đang chiếm đóng thành phố Marawi. Vì kể từ những thời điểm đó đến nay, đã có ít nhất 3.200 người đã thiệt mạng trong các đợt truy quét của các chiến dịch trên, trong đó có những vụ giết người bị cho bất hợp pháp nhưng danh chiến dịch chống ma túy, cũng như khả năng gia hạn quân luật tại nước này. Tòa án tối cao tại Bangkok cho biết, trong phiên tòa vào ngày 1 tháng 8 sắp tới, bà Dinh Lức có thể tự bào chữa để rồi mức án dành cho bà sẽ được tuyên vào ngày 25 tháng 8. Mức án được tuyên có thể lên đến 10 năm tù giam. Tuy nhiên, rất nhiều nông dân đã mang ơn và ủng hộ bà Dinh Lức vì chương trình trợ giá lúa gạo của bà. Theo đó, chính phủ đã mua gạo của nông dân gấp đôi giá thị trường. Vì thế, khi bà Dinh Lức xuất hiện trước tòa vào ngày 21 tháng 7, đã có khoảng 500 người ủng hộ bà mang theo hoa hồng và bong bóng. Ngày 20 tháng 7, Liên Hiệp Quốc công bố số người chết vì bệnh SIDA đã giảm một nửa so với năm 2005, là năm có nhiều người chết nhất vì căn bệnh này. Cũng theo công bố của Liên Hiệp Quốc, năm 2016, trên thế giới vẫn còn 1,8 triệu người nhiễm virus HIV, trong đó có khoảng 1 triệu người chết vì căn bệnh này. Theo đó thì trung bình cứ 17 giây là có một người nhiễm virus HIV. Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình là chuyên mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Ông cũng là phó chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và đã từng giữ nhiệm vụ trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thưa ông, có một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần này, và một trong những sự kiện nổi bật là việc Ấn Độ tố cáo Trung Cộng đơn phương áp đặt luật chơi tại vùng ba biên giới giữa Trung Cộng, Ấn Độ và Bhutan, bất chấp một thỏa thuận có từ năm 2012, và đây là nơi quân đội hai nước đang gườm nhau từ hơn một tháng nay. Dù vậy, Ấn Độ cho biết sẵn sàng đàm phán nếu hai bên đều rút lực lượng của mình ra khỏi khu vực. Ông có nhận xét gì về sự căng thẳng biên giới trong tuần qua giữa hai quốc gia này, thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, hiện giờ Ấn Độ và Trung Quốc đang tranh chấp nhau ở cái vùng gọi là Docklands. Đây là cái vùng mà biên giới mà có sự tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Sở dĩ Ấn Độ can thiệp là bởi vì Ấn Độ là đồng minh của Bhutan, và cái vùng này là cái cổ gà chiến lược của Ấn Độ, bởi vì nếu Trung Quốc chiếm được cái vùng này thì Trung Quốc sẽ kiểm soát được cái dải đất hẹp để nối vào Ấn Độ ở mạng Đông Bắc qua cái bang Sikkim, tức là nó đe dọa tới vấn đề an ninh của Ấn Độ. Do đó khi mà giữa tháng 6 Trung Quốc bắt đầu làm đường dọc theo biên giới để vào cái vùng Docklands này, vùng này chỉ chừng 600 cây số vuông, tức là khoảng bằng cái thành phố Toronto thôi, nhưng mà là vùng chiến lược, và Bhutan cầu cứu Ấn Độ và Ấn Độ tăng quân dọc biên giới, đem quân từ bang Sikkim ở Đông Bắc đi vào, và Trung Quốc thấy thế phản ứng bằng cách phong tỏa cái đường đèo để ngăn chặn dân Ấn hành hương ở thánh địa núi Kailash. Ấn Độ nói rằng là Trung Quốc phải tôn trọng thỏa thuận 2012 giữa Ấn và Trung Quốc, là buộc cả hai nước phải giải quyết vấn đề biên giới với Bhutan.
Trong khi đó thì Trung Quốc đã giải quyết được một cách tương đối dễ dàng vấn đề biên giới với Pakistan, với Nepal và với Miến Điện. Nhưng mà với Bhutan thì khó khăn hơn, là bởi vì cái vùng chiến lược này nó liên hệ tới cái an ninh của Ấn Độ. Và Ấn Độ nói là Trung Quốc muốn thay đổi nguyên trạng và ảnh hưởng tới an ninh của Ấn Độ. Trung Quốc thì yêu cầu Ấn Độ phải rút quân, và Ấn Độ nói rằng muốn thương lượng thì bên phía Trung Quốc cũng phải rút quân. Sắp tới vào ngày 27 và 28 tháng 7 thì Cố vấn An ninh Quốc gia của Ấn Độ sẽ đến Bắc Kinh để tham dự cái diễn đàn an ninh của BRICS, tức là năm quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi họp ở tại Bắc Kinh. Và có lẽ vấn đề này sẽ được hai bên thảo luận. Nói chung là vì vấn đề an ninh chiến lược của Ấn Độ, do đó Ấn Độ tương đối là cứng rắn để mà giúp Bhutan, và muốn rằng Bhutan kiểm soát vùng này chứ không phải là Trung Quốc, vậy thôi. Vâng, trong một diễn biến khác, tại Trung Cộng, ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, có biệt danh là Tiểu Hồ để phân biệt với cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đạt, có vẻ như đang thăng tiến sau khi đối thủ là Tôn Chính Tài bị thất sủng. Giới phân tích cho rằng ông ta rất có cơ hội tại đại hội đảng lần thứ 19 vào mùa thu năm nay, nghĩa là có thể tiếp nối Tập Cận Bình sau 5 năm nữa. Ông có nhận xét đặc biệt gì về nhân vật này trong đại hội đảng sắp tới không, thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, việc ông Hồ Xuân Hoa, bí thư của Quảng Đông, được thăng tiến nhanh chóng trong hệ thống quyền lực Cộng sản, có lẽ là dường như có một cái sự thỏa thuận ngầm giữa một phe là Đoàn Thanh niên Cộng sản do ông Lý Khắc Cường, Hồ Cẩm Đào dẫn đầu, mà ông Hồ Xuân Hoa là xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, và một bên là có phe của ông Tập Cận Bình, tức là phe Thái tử đảng. Bởi vì ông Tập hiện giờ đang muốn củng cố quyền lực nhưng gặp những cái khó khăn rất là lớn. Thí dụ như ông Vương Kỳ Sơn là cánh tay mặt của ông từ trước tới nay, một nhân vật quyền lực thứ hai sau ông Tập Cận Bình, thì bây giờ đã đang xây dựng một cái phe phái mà rất là lớn để phục vụ cho ông Vương Kỳ Sơn, mà ông Tập Cận Bình bỏ thì không được, mà giữ thì cũng không ổn. Ngoài cái phe của ông Tập Cận Bình, phe ông Vương Kỳ Sơn, phe ông Lý Khắc Cường, Hồ Cẩm Đào, tức là Đoàn Thanh niên Cộng sản, còn có phe Thượng Hải mà trong thời gian vừa qua cũng đã thấy xuất hiện. Nói chung thì cái sự mà tranh chấp quyền lực trước đại hội thì nó rất là mãnh liệt, và ông Tập Cận Bình ông tìm cách củng cố cái quyền lực của ông bằng cách là đưa những người mặc dù phẩm chất rất kém hay là chưa đủ kinh nghiệm lên những vị trí rất là cao. Thí dụ như ông Thái Kỳ chưa phải là trung ương ủy viên dù là dự khuyết, mà được đưa lên ngay lên Bộ Chính trị và làm bí thư của Bắc Kinh chẳng hạn, hay là ông Vương Tiểu Hồng, hay là một lô những người khác. Và chúng ta thấy vừa rồi là ông ta cất chức ông Tôn Chính Tài, bí thư của Trùng Khánh, để đưa ông Trần Mẫn Nhĩ là một cái tay chân của ông Tập Cận Bình lên thay, để tìm cách loại ảnh hưởng của tàn dư của ông Bạc Hy Lai cũng như của ông Hồ Cẩm Đào, ông Gia Bảo. Thì có thể nói rằng là từ đây cho cái đại hội vào mùa thu, mà chưa chắc cái đại hội mùa thu sẽ xảy ra đúng như là cái dự trù của cái thời điểm đó. Nó đang có những cái tranh chấp rất là mãnh liệt ở trong cái nội tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình muốn làm Mao Trạch Đông thứ hai, nhưng mà khả năng cũng như là tầm dốc không cho phép, và ông đang phải đương đầu với những cái phe nhóm đang tranh chấp rất là dữ dội. Lý tưởng của ông là tiếp tục ngồi hơn hai nhiệm kỳ, nhưng nếu mà không được thì ông ta có thể là phải nhường lại cho những người khác, mà một trong những người này có thể là ông Hồ Xuân Hoa. Dạ thưa anh. Vâng, quay sang Việt Nam, hàng trăm cư dân tỉnh Hải Dương từ tháng 4 đến nay đã lập lán trại thay phiên nhau ngày cũng như đêm, phong tỏa nhà máy dệt Pacific Crystal chuyên cung cấp vải cho các thương hiệu thời trang quốc tế, để đòi đóng cửa vĩnh viễn nhà máy này vì lo ngại về ô nhiễm môi trường. Nhà máy này do tập đoàn Pacific Textile có trụ sở ở Hồng Kông điều hành. Ông nhận định như thế nào về môi trường và bất ổn xã hội ở Việt Nam hiện nay, thưa ông? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam thì càng ngày càng trầm trọng. Nó đe dọa cái sự sinh tồn, sự sống của người dân ở khắp nơi trên đất nước.
nơi nào có hãng xưởng nhưng mà không có các biện pháp bảo vệ môi trường thì nơi đó có ô nhiễm. Ô nhiễm hiện giờ nó tình trạng là nó khắp nơi ở chung quanh cái cuộc sống của người dân. Nó từ cái nguồn nước, nước sông, nước biển, nó ô nhiễm vào cái không khí, tức là khói độc bay lên làm mây. Giờ nó ô nhiễm xuống đất khi mà những cái xả thải vào những cái landfill và nó thẩm thấu những chất độc vào đất. Hiện giờ thì chính quyền không quan tâm vào môi trường, còn người ngoại quốc thì muốn dùng Việt Nam làm nơi đổ rác, thì họ đầu tư vào Việt Nam để sản xuất, để những cái gọi là ô nhiễm môi trường thì họ sản xuất ở Việt Nam. Và sản xuất ở Việt Nam thì vấn đề xây dựng là vấn đề dễ tham nhũng nhất, vì những số tiền to, và những người cầm quyền thì hiện giờ họ không tin là chế độ có thể tồn tại lâu dài, nên họ muốn làm tiền cho thật nhanh, theo kiểu sống chết mặc bay, tiền thì bỏ túi, và bất chấp những cái tiêu chuẩn tối thiểu về vấn đề môi trường. Thì chúng ta thấy thí dụ như bô xít ở vùng cao nguyên, thì khi mà làm ra nhôm sỏi thì nó cho ra bùn đỏ thì rất là dơ và nguy hiểm ở trên nóc nhà của chúng ta. Và cái nhôm sỏi Trung Quốc đem về để mà làm ra nhôm rồng thì họ chỉ tốn điện chứ mà không có ô nhiễm ở Trung Quốc. Thì nói chung là đây là một tình trạng mà một chính quyền độc tài toàn diện, và trước mặt họ là những quyền lợi tham nhũng rất lớn, những số tiền đầu tư khổng lồ của ngoại quốc, và họ không tin vào chế độ để tồn tại lâu dài, do đó họ ăn cho rất nhiều và họ không quan tâm vào vấn đề môi trường. Và vấn đề môi trường hiện giờ là trầm trọng và nó đe dọa cái sự sinh tồn của cái dân tộc chúng ta, vậy thưa anh. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian đúc kết một phiên diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp. Vâng, xin nhận lời cho anh Hải Nguyên. Cảm ơn anh Hải Sơn. Thưa quý thính giả, trong chương trình Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này, xin mời quý thính giả theo dõi cuộc thảo luận của chúng tôi với luật sư Trần Quốc Hiền về vấn đề đối thoại với Cộng sản nhân câu tuyên bố sẵn sàng đối thoại của trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ngày 18 tháng 5 vừa qua. Là một người đã tham gia đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước và đã từng bị Cộng sản Việt Nam cầm tù 5 năm, luật sư Trần Quốc Hiền tham dự cuộc thảo luận này từ Amsterdam, thủ đô Hà Lan, nơi ông cùng gia đình cư ngụ gần 3 năm qua. Vâng, thưa luật sư Trần Quốc Hiền, trong buổi thảo luận trước, chúng ta đã bàn qua những yếu tố căn bản của việc đối thoại cũng như các điều kiện để việc đối thoại thật sự có ý nghĩa. Hôm nay, xin đề nghị chúng ta bàn về thực chất của cái gọi là sẵn sàng đối thoại mà ông Võ Văn Thưởng đã tuyên bố. Trước hết, xin ông cho biết vì lý do gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại tuyên bố sẵn sàng đối thoại, thưa ông? Dạ, thưa anh và thưa quý vị khán thính giả, theo cá nhân tôi nhận xét đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đó, họ đang ở trong một cái thế rất là yếu. Họ yếu rất là nhiều mặt, nhưng mà cái quan trọng nhất đó, về tính chính danh là một, uy tín của họ bây giờ không còn.
niềm tin trong dân chúng thì đã coi như là đã mất hoàn toàn vào cái chế độ. Thay vào đó là họ đang phải đương đầu với rất nhiều những áp lực từ trong nước cũng như quốc tế, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, vân vân. Chính vì vậy đó, bây giờ đó cái sự mà bế tắc của họ đó, họ phải tìm một cái lối thoát, ít nhất là cũng phải là có một cái chương trình nào đó để mà gọi là xoa dịu lòng dân, tại vì chúng ta thấy rằng bây giờ cái cuộc sống của người dân đó dưới cái sự cầm quyền của Đảng Cộng sản thì họ phải nói rằng không phải là một cái cuộc sống mà họ mong muốn. Thì chúng ta thấy đó, càng ngày đó là tất cả những cái chỉ số kinh tế cũng như là đời sống người dân nó càng ngày càng tệ hại. Mà bây giờ đó, tất cả những cái tài nguyên rồi tất cả những cái nguồn lực để mà phát triển đất nước đó, những cái đảng viên đó họ đã tham ô tham nhũng, và cuối cùng đó thì bây giờ người dân đó gánh chịu nợ công lên đến hàng mấy trăm tỷ đô la. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự bất mãn của người dân đối với chế độ đang tăng rất là cao. Để mà đối phó lại đó, nhà cầm quyền cộng sản đó họ gia tăng đàn áp, bắt bớ, bỏ tù rất là nhiều những tiếng nói đối lập. Bây giờ đó lại xuất hiện cái vấn đề mà sẵn sàng đối thoại. Chúng ta thấy rằng đó nó giống như là một cái sự bế tắc mà nó không có lối thoát. Và bây giờ người ta tìm ra đủ mọi cái phương cách để mà làm sao trì hoãn cũng như là kéo dài được cái sự sống còn của chế độ. Nhưng mà xin thưa rằng đó là những cái gì mà họ đang hoạch định cũng như là họ tổ chức, chẳng hạn như đối thoại chẳng hạn đó, thì tôi nghĩ rằng nó không có đưa đến một cái kết quả nào cả. Có dư luận cho rằng có sự phân hóa trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Có cánh thì thực tâm muốn đối thoại, và có cánh thì không bao giờ chấp nhận đối thoại. Luật sư nhận định như thế nào về sự kiện này? Vâng, thưa anh Hải Nguyên và thưa quý vị thính giả của Đài Đáp Lại Sông Núi, thì nếu nói về trong nội bộ của Đảng Cộng sản đó thì có sự phân hóa, điều đó là đúng. Tôi nghĩ rằng đó là hiện nay đó có sự phân hóa giữa những cái đảng viên có thực quyền và giàu có cơ hội tham nhũng, với những đảng viên mà họ vẫn là không khác gì những người dân thường, họ cũng phải sống rất là khổ cực. Nhưng mà tuy nhiên đó, cái thành gọi là đó là thực tâm muốn đối thoại đó thì thường là những người chẳng có chức vụ gì cả, hoặc là họ chỉ là người đảng viên bình thường, thì cái tiếng nói của họ không có đủ mạnh để mà nói rằng đó là họ muốn thực thi cái vấn đề đối thoại. Mặc dù họ, tôi nghĩ rằng đó với cái tình trạng đất nước hiện nay đó, rồi dư luận, rồi cái đời sống xã hội như vậy đó, thì những cái đảng viên này họ muốn cái vấn đề đối thoại để tìm ra một cái phương cách. Thứ nhất đó là cứu chế độ, thứ hai đó là đảng tồn tại, tại vì họ cũng là một đảng viên. Nhưng mà xin thưa rằng những cái người mà thực tâm mà muốn đối thoại này, họ không có thực quyền gì cả. Và cái cánh mà không bao giờ chấp nhận đối thoại thì đương nhiên như anh Hải Nguyên cũng như quý vị cũng hiểu đó, là những cái người mà hiện đang cầm quyền và họ đang có cơ hội tham nhũng, họ làm giàu, họ ăn trên của người trước. Phải nói rằng đó là họ rất là nhiều những cái cơ hội để mà làm giàu. Trong khi đó thì họ không chấp nhận đối thoại, đó là điều đương nhiên. Và tôi nghĩ rằng đó là thực sự đó, người cộng sản đó thì cái vấn đề mà tập trung về các cái quyết định mà của họ đó là tập trung dân chủ đó, theo cái hình thức tập trung dân chủ như họ từng nói đó, thì thường đó là xuất phát từ cái bộ chính trị. Mà bộ chính trị đó, như quý vị thấy đó, phải nói rằng đó là ông bà nào cũng giàu cả, kể cả bên Trung ương Đảng cũng vậy. Thì ủy viên Trung ương Đảng họ cũng rất là giàu có, tức là những cái người nào mà có quyền lực đó, hoặc là có địa vị thì đương nhiên rằng là họ không bao giờ chấp nhận đối thoại. Tại vì như vậy đó thì nó sẽ làm cho họ không còn cái tư lợi, không còn cái quyền lực, không còn những cái cơ hội để mà họ tham nhũng tham ô. Thì phải nói rằng đó là cái sự phân hóa trong đảng đó, nó ở trên thượng tầng đó thì nó cũng có, nhưng mà đó trên thượng tầng lãnh đạo đó thì thường nó tranh chấp là do các cái nhóm lợi ích đó thì nó sâu xé nhau nhiều hơn về vấn đề lợi ích, và nó sẵn sàng thỏa hiệp với nhau để mà giữ ghế cũng như là để ổn định cái tình hình chính trị để tiếp tục cai trị. Thì như vậy đó, cái vấn đề đối thoại ở trên cái thượng tầng lãnh đạo này sẽ không bao giờ xảy ra. Với các phân tích của ông thì chúng ta, những người đang quan tâm đến vận mệnh đất nước, nên có thái độ như thế nào đối với chiêu thức sẵn sàng đối thoại của Cộng sản Việt Nam, thưa ông? Thưa anh và thưa quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, thì tôi nghĩ rằng đó là đối với người Cộng sản đó thì họ không bao giờ thật lòng. Phải nói rằng đó là cái sự gian trá của họ nó
luôn luôn là bản chất của họ rồi. Thì đối với lại những cái lời kêu gọi chẳng hạn như sẵn sàng đối thoại, tôi nghĩ rằng đó là chúng ta phải rất hết sức thận trọng. Tại vì đó là cái việc mà kêu gọi đối thoại này đó, nếu mà chúng ta không tỉnh táo đó, hoặc là chúng ta không nhìn rõ được cái thời cuộc hoặc là cái diễn biến của tình hình đất nước đó, mà chúng ta tiếp tục gọi là tham gia vào những cái chiêu thức này đó, thì tôi nghĩ rằng đó là đây chính là một trong những cái bẫy để mà chúng ta có thể bị người cộng sản đó phát hiện ra. Chẳng hạn như là bây giờ đó, trong một cái giai đoạn nào đó họ muốn tạo dựng một phe đối lập chẳng hạn đó, thì họ cũng có thể sẵn sàng họ tạo dựng ra một cái phe đối lập, mà cái phe đối lập đó cũng được đối thoại với lại chính quyền. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy rằng là khi mà mình nhìn vào đó đó mà mình thấy rằng là có phe đối lập mà đang nói chuyện với chính quyền, tức là nhà nước cũng đã có thành ý để mà đối thoại đó, mà chúng ta tham gia vào đó, thì không chừng là chúng ta lọt vào cái bẫy. Và cái chiêu thức này đó, phải nói rằng đó là suốt cái thời gian cầm quyền của cộng sản ngoài Bắc trước năm 75 và sau năm 75 đó, họ đã sử dụng rất là nhiều những chiêu thức này, và rất nhiều người đã bị lọt vào những cái bẫy như vậy. Thì phải nói rằng đó, trước những cái chiêu thức mà người cộng sản đưa ra, chẳng hạn như vấn đề đối thoại chẳng hạn, thì chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Vì đối với người cộng sản đó, họ yếu đó, thì họ có thể là bày ra những cái mưu mô, chẳng hạn như là nói chuyện là để mà tìm hiểu tâm tư nguyện vọng vân vân và vân vân, nhưng mà đó nó vẫn nằm ở trong một cái thế gọi là họ sẵn sàng dùng bạo lực để mà triệt tiêu. Đó là ý kiến của tôi đó thưa. Rất cảm ơn luật sư Trần Quốc Hiền đã dành cho đài qua hai kỳ hội luận. Xin hẹn ông vào những dịp hội luận khác của đài. Vâng, xin cảm ơn anh Hải Nguyên và xin cảm ơn quý vị khán giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa quý thính giả, vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, đất nước Việt Nam sản sinh ra một nhà quân sự có tài kinh bang tế thế và cũng là một nhà thơ nổi tiếng, được giới văn đàn xem là nhân vật kiệt xuất của Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn cả, ông là một kẻ sĩ có tư tưởng tích cực nhập thế và quyết cống hiến cuộc đời mình cho đất nước. Qua chuyên mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả bài Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thành để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc, nợ tan bồng, vai trả, trả vai. Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Bốn câu thơ theo thể hát nói, mang khí phách hào hùng nói trên là của cụ Nguyễn Công Trứ. Và xin đọc thêm một số các câu khác trong bài Kẻ Sĩ của cụ như sau. Cầm chính đạo, để tịch tà cự bí. Hồi cuồng lan, nhi chướng bách xiên. Rồng mây khi gặp hội ưa duyên, đem quách cả sở tồn làm sở dụng. Trong lan miếu, ra tài lương đóng, ngoài biên thùy rạch mũi can tương. Làm sao cho bách thế lưu phương, trước là sĩ, sao là khanh tướng. Nguyễn Công Trứ tự là Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1778 tại làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cha là Nguyễn Công Tấn, đầu cử nhân năm 24 tuổi, làm tri huyện Quỳnh Côi, về sau làm tri phủ Tiên Hưng, Thái Bình. Khi quân Tây Sơn ra chiếm thành Thăng Long, Nguyễn Công Tấn đứng lên khởi nghĩa Cần Vương nhưng không thành, nên ông đưa gia đình về quê dạy học. Triều đình Tây Sơn mấy lần mời ông ra làm quan nhưng ông đều từ chối. Mẹ Nguyễn Công Trứ là con gái quan Quảng Nội Thị Cảnh Nhạc Bá, người xã Phụng Dực, huyện Thượng Phúc, tỉnh Sơn Nam, nay thuộc Hà Nội. Gia đình Nguyễn Công Trứ có 6 anh em gồm 3 trai 3 gái. Trong số con gái có một người rất thông minh, giỏi thơ văn, được gọi là Năng Văn Nữ Sĩ. Năm 19 tuổi chồng chết, bà nhất định không tái giá, được vua Minh Mạng ban danh hiệu Trinh Tiết Khả Phong. Từ thuở nhỏ, Nguyễn Công Trứ đã sống trong cảnh nghèo. Nhờ quyết chí học hành nên đến năm 1819 thi đậu giải nguyên và được bổ đi làm quan. Năm 1820, Nguyễn Công Trứ giữ chức hành tẩu ở Quốc Sử Quán, sau đó liên tiếp giữ các chức vụ tri huyện Đường Hào, Hải Dương năm 1823, tư nghiệp Quốc Tử Giám
năm 1824, Phủ Thừa, Phủ Thừa Thiên năm 1825, Tham Tán Quân Vụ, Thăng Thị Lan Bộ Hình năm 1826. Năm 1828, cụ được thăng Hữu Tham Tri Bộ Hình, xung chức Dinh Điện Sứ, chuyên việc khai khẩn đất hoang. Năm 1832, cụ được bổ nhiệm chức Bố Chánh Sứ Hải Dương, thăng Tham Tri Bộ Binh, Tổng đốc tỉnh Hải An. Sau nhiều thăng trầm trên quan lộ, năm 1845 cụ làm chủ sự bộ hình. Năm 1846 cụ giữ chức quyền án sát Quảng Ngãi, và năm 1847 được thăng làm phủ doãn Phủ Thừa Thiên. Năm 1848 cụ được vua Tự Đức cho về hưu. Do chính sách hà khắc của nhà Nguyễn dưới triều vua Gia Long và Minh Mạng nên giặc giã liên tiếp xảy ra. Dù là quan văn nhưng Nguyễn Công Trứ phải nhiều lần cầm quân dẹp loạn. Năm 1827 cụ dẹp loạn Phan Bá Vành ở Nam Định. Năm 1833 cụ dẹp loạn Nồng Văn Vân ở Tuyên Quang. Năm 1835 cụ dẹp giặc Khách và sau đó có công rất lớn trong cuộc chiến Việt Xiêm năm 1841 đến năm 1845. Đến năm 1858, khi thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng, tuy đã 80 tuổi nhưng cụ vẫn cố xin vua cho đi đánh giặc. Cụ Nguyễn Công Trứ mất ngày 14 tháng 11 năm 1859, hưởng thọ 81 tuổi. Trong thời gian làm quan, cụ Nguyễn Công Trứ có sáng kiến chiêu mộ dân nghèo, đắp đê, lấn biển, lập ấp khai sinh ra các huyện Kim Sơn, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, Tiền Hải, nay thuộc tỉnh Thái Bình, vào những năm cuối thập niên năm 1820. Cụ lập trường học và thương xã ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và phát triển kinh thương. Những hoạt động của cụ trong lĩnh vực kinh tế được dân chúng các vùng Kim Sơn và Tiền Hải ghi nhớ. Tại nhiều nơi đều có đền thờ Nguyễn Công Trứ để tưởng nhớ công ơn của một vị quan rất thanh liêm, chính trực. Nhắc đến cụ Nguyễn Công Trứ, người ta thường nhắc đến tài thi văn của cụ, nhưng trên hết vẫn là tư tưởng trung quân, ái quốc và khí phách lỗi lạc của một sĩ phu Việt. Cụ từng lên voi xuống chó, từ một vị quan lớn bị cách chức, đại đi làm lính thú ở tiền đồn Heo Hút. Nhưng dù làm quan hay làm lính, trong bất cứ cương vị nào, cụ cũng vẫn quyết tâm đóng góp sức mình cho đất nước, được thể hiện qua rất nhiều bài thơ gây xúc động lòng người. Mảnh đất Thái Bình là nơi cụ ra đời và cũng là nơi ghi đậm dấu ấn, mở mang bờ cõi bằng cách lấn biển lấp đê, mang lại sự trù phú và ấm no cho đồng hương của mình. Thế nhưng không chỉ là một quan văn có tài kinh bang tế thế, Nguyễn Công Trứ còn là một danh tướng với biết bao chiến công dẹp trừ phiến loạn, mang lại an bình cho dân chúng. Cụ cũng chưa bao giờ thua một trận nào, kể cả trong những năm giao chiến khốc liệt giữa hai nước Việt và Xiêm trên lãnh thổ Campuchia. Chính vì thế, một văn thần võ tướng như cụ Nguyễn Công Trứ chỉ với hai câu thơ đầy ngạo nghễ đã trót sinh ra trong trời đất, phải có danh gì với non sông để đủ xứng đáng được con cháu Việt tộc lập đền thờ để vinh danh một kẻ sĩ suốt đời vì dân vì nước và cho đến lúc cuối đời vẫn tình nguyện cầm quân chống giặc Pháp xâm lăng đất nước. Ánh trăng đêm rằm soi rừng núi bao la mơ hồ, từ phía rừng thông bao thú rừng yên giấc nồng say. Chợt nhớ người xưa đấng anh hùng giáng quân thuở trước, quân từ một đời từng hiên ngang vượt những thăng trầm. Nguyễn Công Trứ là người trong đời quyết lập công danh, xuống lên bao lần nhưng lòng quyết kiên tâm vui cười. Từng áng hùng thơ tha thiết lời khuyên đến in sau, lời lẽ còn đây cũng vì hùng nhân gian bạc bẽo. Chăn trở tình đời còn đau thương nặng những thăng trầm, Nguyễn Công Trứ là người thượng vì đức hạ vì dân. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Mai Kim Hương,
bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2015 với bản án 3 năm rưỡi tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.